Sau Nhật xin chào cả nhà, em tiếp tục giới thiệu cả nhà chiếc máy lọc khí Panasonic, một con mặt dâng cánh vẫy FVXH70B2, mặt dâng hai cánh vẫy các bác nhé, dòng cao cấp của Panasonic, vỏ nguyên bản, hình thức thì như hình. Chiếc này em bán 2,1 triệu, bảo hành 1 năm. Đây là cái dòng cao cấp, cho nên là khi các bác nhìn là nó có cái mắt cảm biến phát hiện người này. Ở thời điểm này giá quá rẻ này, mặc nửa năm ngoái luôn, cảm biến ánh sáng đủ. Đây là cái dòng đủ 5 cảm biến luôn, cảm biến phát hiện người này, cảm biến ánh sáng là 2 này, cảm biến ẩm, cảm biến mùi là 4 này, cảm biến bụi là 5. Con này đậu biến áp điện 220V này các bạn nhé, công nghệ Econavi tiết kiệm điện. Ở cái con máy này thì hai cái phần màng này em thay mới tinh hết luôn, màng HEPA thay mới vẫn để nguyên ni lông các bác này. Đấy, màng than con này cũng mới nhé. Riêng hai cái bộ than này các bác đi mua bên ngoài bình thường là 600.000 bộ than này luôn, than và màng này là 600.000. Đấy. Ôi, cái này quên cả đồ nghề trong này này. Đấy. Bộ màng này là 600.000 các bạn, than và HEPA, than 200, HEPA 400. Toàn bộ là màng tốt, loại xịn đẹp này. Đấy. Cái máy tính ra bạn có 1,5 triệu. Chiếc này thì mình dùng lọc khí cho phòng là khoảng 50m² đổ lại các bác nhé. Có bánh xe đẩy ngang. Cái riêng này là khu vực mà bình nước bù ẩm. Phần màng tạo ẩm này, màng tạo zin. Các bác có nhu cầu các bác ủng hộ bên em nhé, 2,1 triệu, bảo hành 1 năm. Chào các bác.